Quá ngon, sự tận tâm đằng sau mỗi bữa tiệc hoàn hảo. Nhà hàng quá ngon, luôn nhộn nhịp với dòng người qua lại từ sáng sớm đến tối muộn. Nhưng trong mỗi khoảnh khắc bận rộn ấy, đội ngũ nhân viên của Quá Ngon vẫn luôn giữ vững lòng nhiệt huyết và sự tận tâm. Mỗi ngày làm việc tại Quá Ngon là một hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa. Từ sáng sớm tinh mơ, mọi người đã bắt đầu ngày mới với nụ cười rạng rỡ. Dù công việc có vất vả, mọi người vẫn không ngại khó khăn, luôn miệt mài với từng chi tiết nhỏ nhất để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời. Tất cả đội ngũ Quá Ngon hiểu rằng mỗi món ăn không chỉ đơn thuần là thức ăn mà còn là tình yêu, là niềm đam mê mà Quá Ngon muốn gửi gắm. Khi khách hàng đông đúc, sự nhộn nhịp không làm mọi người nản lòng. Làm việc cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau, từ những bữa tiệc lớn tại nhà hàng đến những bữa ăn ấm cúng tại nhà khách. Dù xa hay gần, Quá Ngon luôn đảm bảo chất lượng và dịch vụ tốt nhất, với nụ cười luôn rạng rỡ trên môi. Đặc biệt, những đơn giao món tận nhà, bất kể thời tiết, bất kể khoảng cách, đội ngũ đầu bếp giao món vẫn luôn sẵn sàng. Mỗi lần giao món là một lần mang theo niềm vui và sự chăm chút để mỗi khách hàng đều cảm nhận được sự tận tâm và có trải nghiệm tuyệt vời nhất từ Quá Ngon. Tại Quá Ngon, không chỉ là nơi nhân viên làm việc mà còn là một gia đình, mọi người sẽ chia những niềm vui, cùng nhau vượt qua thử thách. Chính sự đoàn kết và tinh thần không bao giờ nản chí đã tạo nên một tập thể vững mạnh, đầy tự hào. Đội ngũ nhân viên Quá Ngon là những người mang trong mình nét đẹp lao động, sự tận tụy và tình yêu nghề.